Rồi Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi, thì hôm nay em có một cái lô mai cúc đọt xanh muốn giới thiệu với cả nhà mình nha. Đây là hoa chùm, cánh hoa rất là đẹp luôn. Và cái lô này em thấy là nó đang có những cái nút nụ cả nhà. Nút nụ nè. Đó, cây nào nó cũng có chi chít nụ nha. Thì cây như thế này nó khoảng cỡ 4 tấc, 3 tấc rưỡi, 4 tấc cả nhà. Và 70 ngàn một cây ha. Khách lấy 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn. Giá chỉ có 70 ngàn luôn ha. Đây em đo cho cả nhà mình xem nè. Rồi. Một giống. Tới giống thứ hai. Đó là cúc tư long. Cúc tư long này là mặt hoa nó nở phùng, bông chùm, to và đẹp cả nhà. Thì 70 ngàn luôn ha. 70 ngàn luôn. Rồi. Em qua tiếp một cái loại nữa, nó đang có hoa nè. Đây chính là cúc bi. Cúc bi bông chùm. Cái nụ của nó là như viên bi nha cả nhà. Thì cây như thế này là 70 ngàn một cây. Cây cao cũng khoảng 4 tấc. Khách lấy 4 cây em Huỳnh cũng bao phí vận chuyển cho mình luôn. Đây cúc bi nha. Ai thích cúc bi thì alo em cúc bi. Và tất cả cái đế nè cả nhà xem nè, rất là quái ha. Đó. Rồi một loại nữa, cúc vip nha cả nhà. Đây cúc vip này là cây nào cũng có nụ hết luôn. Lúc rài là nó đang nụ nhiều rồi nè cả nhà. Đó, cây này thì nụ hơi yếu tí xíu ha. Rồi. Nếu mà khách muốn lấy bo thì chọn những cái cây như thế này nè, vừa khỏe nè, vừa thể có thể lấy bo được và chăm lại nó cũng khỏe, cao 4 tấc luôn nha cả nhà. Đây, cúc vip. 70 ngàn một cây luôn. Và 4 cây thì em bao ship ha. Cúc vip rồi. Em qua một loại nữa. Một loại nữa đó là cúc rồng bay. Rồng bay mặt hoa khá đẹp nha cả nhà, cũng bông chùm luôn, cao 4-5 tấc luôn á. Rồi loại này cũng 70. Bên này em có 150 cánh luôn. 150 cánh thì khoảng có 2 tấc rưỡi, 3 tấc à. Thì loại này là cũng 70 ngàn một cây luôn ha. Và 4 cây em bao ship. Rồi. Em qua tiếp nổ mấy giống bên đây nữa cả nhà. Rất là nhiều loại. Vườn của Huỳnh hôm nay có rất là nhiều loại nha cả nhà. Đây sắn. Cái loại sắn là 90 ngàn một cây là em còn nè. Cao thuần thuộc luôn á cả nhà. Em ghép gốc nhớt nha. Và cái bo sắn nó cao nè. Bo sắn này em thấy nó khá cao, mình có thể lấy bo được á. Khoảng có 2 tấc, 2 tấc rưỡi, 3 tấc. Như cây này là khoảng 2 tấc nè cả nhà. Đó. Rồi, 90 ngàn một cây, 4 cây em bao ship. Bên này em có giảo nhung. Giảo nhung thì 80 nha cả nhà. Rồi, Indo lá gai. Giảo Indo lá gai nè cả nhà. Trời ơi, cái lá nó to đùng luôn á. Này 100 ngàn một cây ha. 4 cây em cũng bao ship. Bên này. Đây, đây chính là hai tầng của Quỳnh Tấn Phát nha. Nổ nu luôn. Cây này cao khoảng cỡ 2 tấc rưỡi, 3 tấc. 3 tấc rưỡi nha cả nhà. 90 ngàn một cây. Và 4 cây thì em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình ha. Cúc hai tầng Quỳnh Tấn Phát. Rồi đây, đây là cúc gia định nha cả nhà. Cúc gia định nè. Cúc gia định thì 100 ngàn một cây ha. Rồi, bên này. Màu đỏ nè cả nhà. Đỏ quá chừng luôn nè. Thì đây chính là cái lá nó đỏ, ra nó non là đỏ. Đây chính là hoa hồng thanh tú ha. Thì loại này 100 ngàn cây. Lâu này của em nó đang rất là tốt luôn cả nhà. Mình về mình có thể lấy bo được ha. Rồi. Hoa hồng thanh tú 100 ngàn một cây và 4 cây em bao ship nha cả nhà. Bên này nè, em cho cả nhà mình xem cái lô thọ hương của Quỳnh nha. Cái lô thọ hương này phải nói là siêu đẹp, siêu tốt luôn. Đây cả nhìn xem nè, cỡ 4-5 tấc luôn nha cả nhà. Về lấy bo liền được nè. Có một vài cây á, có một số cây á là nó cũng có nút nụ nè. Ôi cây này gốc quái vô cùng luôn. Này mình nuôi thêm một mùa nữa là cây bự chảng luôn nha cả nhà. Rất là bự. Đây ha. Thì em chuyên á là cung cấp những cái giống, những cái giống mai để cho cả nhà mình sưu tầm. Thì thường mai ra mai giống á, mai giống một mùa cả nhà. Một mùa mấy nó như thế này. Trời ơi cây này nụ quá chừng nè. Cao 4-5 tấc luôn, giá cũng chỉ có 70 ngàn ha. Và 4 cây em bao ship. Rồi đây. Đó, nút nụ nè. Cây cành nhánh quá chừng luôn cả nhà. Mấy cái gốc này nè, bây giờ gốc với bo nó muốn bằng nhau luôn rồi cả nhà. Đó. Rồi ha. Quá đẹp. Ai thích cúc thọ hương thì alo cho Quỳnh ngay nha. Cái đám cúc thọ hương này rất đẹp nha cả nhà. Rồi. Nhiều rất là nhiều loại, 70 luôn. Bây giờ Quỳnh tiếp một loại. Một loại nữa cả nhà ơi, đây chính là đại lộc nha.
Trời ơi, cái đại lộc này là y như gai nhọn luôn á cả nhà. Nụ của nó đến nỗi mà mình cầm nó đâm cái tay luôn á. Đây, trời ơi coi nè. Thì ra cái đại lộc này á là nó cao cũng khoảng cỡ 3 tấc rưỡi. Đó, có mấy cây nó lùng lùng á, nó dễ thương lắm, màu nó quá trời nụ luôn nè. Đó, đặc biệt luôn năm nay á là lộc nhiều hay sao á, mà đại lộc của bên Quỳnh nó nụ nó to ha. Và đa số là nụ to nè, em lựa mấy cây nụ to nè cả nhà. Đó, đại lộc. Thì ai về mình thấy mini mình thích như vậy, mình chơi mini xong rồi mình lấy bo ha. Một số cây này thì đó, nút nụ nè. 70.000 cây ha, và 4 cây em bao ship. 10 cây em tặng một luôn. Cái lô này đẹp lắm cả nhà. Ồ coi nè. Cái nó không cao nha cả nhà, nó không cao. Cây như cây này khoảng có 2 tấc à. Mà nó được vài nhánh rồi nụ nè. Cả nhà thấy nụ không? Khiếp luôn ha. Thì cái đại lộc này nút nụ nó to nó ú á thì mình sẽ có được những cái bông đạt ha cả nhà. Đó, bông đại lộc mấy chục cánh luôn. Rồi, chỉ có 70.000 ha. Đó, cả nhà xem nè. Trời ơi cái đế quằn quại luôn nè cả nhà, đế quái luôn á. Rồi, nụ nè, siêu nụ luôn ha. Và đây chính là cái lô đại lộc mà em muốn giới thiệu với cả nhà mình. Ai thích thì nhanh tay alo liền cho Quỳnh ha. Số điện thoại của em là 0949234525, trực tiếp liên hệ với Quỳnh. Và em rất là cảm ơn thời gian qua khách hàng đã ủng hộ. Mến chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau.